tối qua ngày 8 tháng 10, tại một sự khiếu nại của Sobie Diệp, án hậu Hoàng Anh lôi cuốn sự xem xét khi xuất với bộ đầm dạ hội lộng lẫy với phần cổ khoác sâu. Cô được nhiều người có mặt khen là ngày càng trẻ đẹp và gợi cảm hơn sau khi làm mẹ. Tại sự khiếu nại, khi được hỏi về hôn nhân, Hoàng Anh cho biết, lúc mới xây dựng tổ ấm, cuộc sống của thê thiếp chồng cô không có quá nhiều thay đổi. Cả hai vẫn hẹn hò như thủ còn yêu nhau. Tuy nhiên, từ lúc có con gái đầu lòng, đời sống của cả hai gần như đảo lộn khiến cô mất rất nhiều thời gian để thích nghi và ổn định. Có nhiều đêm cả hai thê thiếp chồng Hoàng Anh thức trắng để trông con. Khi con ốm, cả hai đều mất ăn, mất ngủ vì lo lắng. Tôi và ông xóm phải thay đổi nhiều thói quen hàng ngày, cùng nhau phân té thời gian, công việc để đẩy mắt cho con gái. Mọi chuyện đều được cả hai đàm đạo với nhau để có được sự thống nhất, tránh những bất đồng không cần thiết, cô nói. Án hậu Hoàng Anh diện đầm gợi cảm, nổi bật tại sự khiếu nại. Lần đầu làm mẹ, Hoàng Anh cũng bắt gặp rất nhiều bỡ ngỡ trong việc để mắt trẻ sơ sinh. May mắn là cô có mẹ chồng, mẹ đẻ ở bên cạnh hỗ trợ. Mẹ ruột của tôi ở gần nhà hai thê thiếp chồng nên hàng ngày bà vẫn thanh lịch giúp tôi để mắt cho em nhỏ nhắn. Mẹ chồng tôi cũng tâm lý, luôn chia sẻ những quãng hốt nghiệm của bà để tôi làm tốt vai trò của một bà mẹ trẻ, Hoàng Anh tâm sự. Ngoài ra, ông xóm án hậu dù khá mắc với công việc nhưng cũng thấu hiểu, đỡ gàng cho thê thiếp. Hoàng Anh mỉm cười khoe rằng, ông xóm chăm con khôn khéo không khác gì thê thiếp và bà nội, bà ngoại. Con gái đầu lòng của thê thiếp chồng Hoàng Anh có tên thân mật là Na, mới tròn 1 tuổi. Cô nhỏ nhắn nặng trĩu 11kg và đang ở giai đoạn ăn dặm. Bé Na thừa hưởng khuôn mặt có nhiều nét giống bố và nhà nội. Mỗi khi được bố mẹ cho ra đi ngoài chơi và bắt gặp gỡ những người bạn cùng lứa, nhỏ nhắn Na khá táo tợn làm quen, chứ không nhút nhát. Vì con gái còn nhỏ tuổi nên Hoàng Anh chưa muốn quay về Sobie. Chỉ khi nhỏ nhắn Na cứng cáp, cô mới nghĩ đến kế hoạch phát hành sự nghiệp cá nhân. Hiện tại, người đẹp chỉ nhận lời nhập cuộc các event thích hợp hoặc do những người thân thiện ngỏ lời. Ngoài án hậu Hoàng Anh, sự khiếu nại còn có sự góp mặt của nhiều người đẹp danh tiếng như Ngọc Hân, Dương Hoàng Yến, Thanh Tú. Sau khi kết hôn, Hoàng Anh được khen là ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Nàng án hậu tự tin đọ sắc với hoa hậu Ngọc Hân. Ở tuổi 30 nhưng Ngọc Hân vẫn rất đắc sâu sự khiếu nại. Cô khoan sắc với đàn em án hậu Thanh Tú. Thanh Tú và chuyên gia trang điểm nhiều người biết đến Mai Phan. Ca sĩ Dương Hoàng Yến hiện ra cùng nhà kiến thiết Hà Duy. Cô tự tin tạo dáng cùng hoa hậu và án hậu.